hoa tử đằng bạn nhá. Đó, như một tháng trước đây thì các bạn nhìn thấy ý, là các cái cuộn mà khi nhà mình mới nhập về thì là nó sẽ là một cái cuộn tròn, kiểu kiểu dạng như những cái cuộn vòng dây như này ạ. Đó, và vòng dây như này, và đầy kín luôn cái sân. Nhưng mà đến thời điểm này thì chỉ còn lại từng này cây thôi ạ. Thứ nhất là mình xin giải thích với các bạn là như này, các cái cây này là các cái cây chiết cành, cho nên là khi mà chiết thì người ta sẽ tạo một cái khoanh trên thân cây và người ta cắt cái lớp vỏ ngoài đi và người ta đắp đất, đắp giá thể lên và bó lại để cho nó ra rễ, sau đấy người ta cắt. Về thông thường tự nhiên ý, thì khi cắt thì cái đoạn dây nó sẽ dài khoảng 2 đến 3 mét. Nhưng mà các bạn biết đấy là các cái đầu ngọn non ấy, đây là một khoanh này, đó, thì cái đầu ngọn non này này, vì là nó non nó yếu nên nó sẽ chết. Còn cái đoạn gốc ấy thì nó sẽ không chết và nó ra các cái mầm như bạn nhìn thấy ở trên đây. Đó, các cái mầm cây, đó. Đây là các cái mầm, đó, thì các cái mầm này, đây, rất là khỏe, các cái mầm, đó. Thì các bạn sẽ thấy rằng là bây giờ ấy, sau một thời gian thì nhà mình sẽ cắt bớt các cái đoạn chết đi và vẫn để nguyên lại cái bầu cây và dâm lại nó xuống như thế này. Và nó bắt đầu bật lộc lên rất là đẹp. Cái bộ gốc chính rễ của nó thì vẫn ở đây và cái thân. Còn đâu cắt bớt những cái đầu ở đằng trước này, khi mà nó bị kiểu mục mà nó bị chết đi, thì để cho cái cây nó khỏe, nó đẹp hơn. Thì các bạn có nhu cầu mua cây hoa tử đằng thì vui lòng liên hệ nha. Số điện thoại là 0977973535 bạn nhá. Với cả khi mua thì các bạn cũng không nên, bởi vì thực ra là cái cây ấy, bây giờ mình xác định là mình mua cây giống. Cây giống làm sao nó tốt, nó khỏe để nó lên được các cái mầm này. Và chính những cái mầm này nó sẽ là những cái để vắt lên trên giàn, chứ không phải là cả cái đoạn dây như này. Mình không cần thiết phải kiểu dạng như là lấy những cái dây đấy. Mà các cái mầm này này, đó, khi nó lên đó thì nó sẽ là cái mầm mà để leo lên giàn. Các bạn có nhu cầu mua cây hoa tử đằng thì vui lòng liên hệ nha. Cảm ơn các bạn.